Trong cái video này, 2 phút thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái ý tưởng rất là hay để giúp cho các bạn giỏi tiếng Anh lên mỗi ngày. Một ý tưởng rất là đơn giản thôi, là chúng ta chỉ cần cố gắng là mình thay đổi cái thói quen. Thay đổi thói quen có nghĩa là thay vì mà mình search bằng Google, bằng tiếng Việt, mỗi ngày là chúng ta search rất là nhiều, kể cả về công việc hay là nhu cầu mua sắm gì đó, chúng ta search bằng tiếng Việt rất là nhiều. Đó, chúng ta nên search bằng tiếng Anh. Thay vì mình search bằng tiếng Việt đúng không? Thì cái đáp án nó ra nó sẽ rất là ít ha. Thầy để ý rất là nhiều trường hợp search bằng tiếng Việt là dường như nó không có đáp án luôn, nhưng mà chúng ta search bằng tiếng Anh thôi là nó ra rất là nhiều. Tại vì tiếng Anh đó là cái kho tri thức của nhân loại ha. Chúng ta ráng cố gắng ha, thay đổi thói quen search tiếng Việt và search bằng tiếng Anh, nhưng mà ưu tiên search tiếng Anh. Đó. Rồi tiếp tục, một cái ý tưởng thứ hai sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn. Đó là thường á, thầy thấy á, hình như là ai cũng có một sở thích nhất định hết. Các bạn nữ có sở thích về làm đẹp đúng không? Thì chúng ta follow những cái YouTuber chuyên về làm đẹp, nhưng mà người ta nói bằng tiếng Anh nha, không phải tiếng Việt. Các bạn có sở thích chơi game chẳng hạn, các bạn nam thì follow những YouTuber nói tiếng Anh, YouTuber nước ngoài. Thì thầy Adam Nguyễn là có sở thích là thầy thích tìm hiểu về Digital marketing, về Facebook marketing, về những cái kênh khác về marketing. Thì thầy theo dõi rất là nhiều kênh về tiếng Anh về marketing. Đó, do đó chúng ta phải biết là mình thích cái gì. Dường như là trên YouTube có hết, với thời buổi mà công nghệ thông tin bây giờ được như vậy. Cái gì bạn thích là có người làm nội dung về những lĩnh vực đó. Video về nấu ăn, video về làm bánh chẳng hạn. Video bằng tiếng Anh về dạy dạy thú, dạy dạy huấn luyện thú cưng. Bạn bơi lội muốn tập kỹ thuật bơi cho nó, kỹ thuật chạy bộ. Dường như là tất cả tất tần tật mọi thứ chúng ta thích, chúng ta quan tâm đều có bằng tiếng Anh. Công việc của mình là kế toán đúng không? Thì mình tìm những cái YouTuber về cái mảng kế toán, người ta rất là giỏi về kế toán. Người ta dạy bằng tiếng Anh. Đó, dường như là 100% là các bạn tìm là nó sẽ ra. Do đó là chúng ta để ý là mình thích cái gì, sở thích của mình là cái gì, thì mình tìm và mình tìm bằng tiếng Anh nha, và theo dõi học hỏi và cái công việc của mình cố gắng thay đổi cái thói quen search từ tiếng Việt, chúng ta chuyển từ cái thói quen search bằng tiếng Anh đó, thì chúng ta sẽ tiến bộ lên mỗi ngày. Mình để ý mình học thêm từ vựng nữa thì thầy tin chắc là một khoảng thời gian sau là chúng ta sẽ rất là tự tin về tiếng Anh của mình. Rồi, nếu thấy video hữu ích nhớ comment cho thầy biết nha.